Ngày 7 tháng 11, Tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh gồm bà Trần Thị Ngọc Mai, bà Lê Minh Trúc và Tổ đại biểu Hội đồng dân thị xã Hòa Thành tiếp xúc cử tri phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành. Tại buổi tiếp xúc, cử tri tiếp tục phản ánh hạ tầng giao thông một số nơi hiện đại xuống cấp gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân trên địa bàn, đề nghị địa phương cần đầu tư sửa chữa nâng cấp, tạo điều kiện cho các hộ dân vay vốn và đáo hàng ngân hàng để kinh doanh sản xuất, trong đó có một số hộ dân trên địa bàn phường vướng vào quy hoạch đô thị nên rất khó khăn trong việc vay vốn. Việc cải thiện thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực khai sinh, khai tử, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tốt hơn. Các kiến nghị của cử tri được lãnh đạo thị xã cùng chính quyền địa phương tiếp thu, giải trình và sẽ kiến nghị về trên xem xét, giải quyết.